Hãy nhờ 500 anh em. Chúc anh em và các bạn một ngày tươi hơn cần tưới nha. ADB dự báo kinh tế Việt Nam trong năm 2024 có thể tăng trưởng đến 6%. Theo báo cáo mới được Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam ở mức 6% vào năm 2024, nội dung được đề cập trong triển vọng phát triển châu Á ADO. Ngân hàng cũng hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 xuống 5,2% so với dự báo 5,8% trước đó. Các chuyên gia của ADB chỉ ra rằng sự phục hồi yếu hơn dự kiến của nhu cầu bên ngoài tiếp tục cản trở sản lượng công nghiệp và dịch vụ, từ đó kéo theo sự phục hồi việc làm và tiêu dùng trong nước. Chính sách tiền tệ thận trọng và chủ động được hỗ trợ bởi việc kiểm soát hiệu quả giá xăng, điện, thực phẩm, y tế và giáo dục đều góp phần kiềm chế lạm phát. Cùng với đó, lạm phát của đất nước được dự đoán sẽ duy trì ở mức 3,8% trong năm nay trước khi tăng lên 4% vào năm 2024. Các tổ chức nghiên cứu phân tích rằng rủi ro đối với triển vọng bao gồm lãi suất tăng cao liên tục ở Mỹ và các nền kinh tế tiên tiến khác, một yếu tố có thể góp phần gây ra bất ổn tài chính xảy ra ở các nền kinh tế dễ bị tổn thương trong khu vực, đặc biệt là những nước có nợ cao. Hơn nữa, khả năng gián đoạn nguồn cung do hiện tượng thời tiết El Nino hoặc xung đột Nga-Ukraine cũng có thể khơi dậy lạm phát, đặc biệt là đối với thực phẩm và năng lượng. Trong khi đó, ADB đã nâng dự báo kinh tế cho các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương sau khi nhu cầu trong nước mạnh mẽ được thúc đẩy bởi tăng trưởng cao hơn dự kiến ở Trung Quốc và Ấn Độ. Do đó, nền kinh tế khu vực dự kiến sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm nay so với dự báo trước đó là 4,7% vào tháng 9. Ông Bert Beck, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, cho biết khu vực châu Á đang phát triển tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ bất chấp môi trường toàn cầu đầy thách thức, đồng thời cho biết thêm lạm phát trong khu vực cũng đang dần được kiểm soát. Tuy nhiên, ông chỉ ra một số rủi ro bao gồm lãi suất toàn cầu tăng cao và các sự kiện khí hậu như El Nino, đồng thời khuyên các chính phủ ở châu Á và Thái Bình Dương nên cảnh giác để đảm bảo nền kinh tế của họ có khả năng phục hồi và tăng trưởng bền vững. Theo số liệu do các nhà kinh tế đưa ra, triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á trong năm nay đã giảm từ 4,6% xuống 4,3% trong bối cảnh nhu cầu sản xuất xuất khẩu yếu. Kinh tế Thái Lan sẽ hồi phục nhờ du lịch. Hôm 14 tháng 12, Ngân hàng Thế giới Quốc Bank phát hành thông báo dự báo kinh tế Thái Lan 2024. Theo báo cáo giám sát kinh tế Thái Lan nửa năm vừa công bố, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan dự kiến sẽ tăng lên 3,2% vào năm 2024 từ mức 2,5% trong năm nay nhờ sự phục hồi của du lịch và xuất khẩu hàng hóa cũng như tiêu dùng tư nhân bền vững. Theo báo cáo, tăng trưởng của Thái Lan năm 2023 đã bị giảm sút do xuất khẩu hàng hóa sụt giảm cũng như hoạt động củng cố tài chính đang diễn ra, nên kinh tế được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải hơn 3,1% vào năm 2025. Lạm phát chung được dự đoán sẽ giảm xuống còn 1,1% vào năm 2024 do giá năng lượng thấp, tuy nhiên giá thực phẩm dự kiến sẽ tăng. Chương trình ví kỹ thuật số theo kế hoạch của Thái Lan có khả năng chiếm tới 2,7% GDP, có thể thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn thêm 0,5 đến 1 điểm phần trăm trong giai đoạn 2 năm vào năm 2024 và năm 2025 nếu được thực hiện. Hệ quả là thâm hụt tài chính có thể tăng lên 4% đến 5% GDP, trong khi nợ công có thể lên tới 65% đến 66% GDP. Xung đột địa chính trị gia tăng và giá dầu cao có thể dẫn đến một đợt lạm phát khác ở Thái Lan do nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, gây ra rủi ro giảm triển vọng, chuyển sang con đường tăng trưởng ít carbon hơn có thể giúp Thái Lan xây dựng an ninh năng lượng, giảm suy thoái môi trường và đưa Thái Lan trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về tăng trưởng xanh và bền vững. Báo cáo nhấn mạnh việc định giá carbon dù thông qua thuế carbon hay chương trình mua bán khí thải là rất quan trọng để đạt được mức giảm phát thải khí nhà kính đầy tham vọng. Thái Lan có thể sử dụng nhiều hơn việc định giá carbon để ổn định mức phát thải, nhưng sẽ cần có các biện pháp bổ sung hoặc giá carbon rất cao để giảm lượng khí thải. Các bước bổ sung như xây dựng cơ sở hạ tầng xe điện hoặc đào tạo về lắp đặt tấm pin mặt trời có thể đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ carbon thấp. Doanh thu được tạo ra từ việc định giá carbon có thể được sử dụng để tài trợ cho các chính sách khí hậu hoặc hỗ trợ chi tiêu công. Ví dụ, giá carbon có thể giảm bớt áp lực tài chính lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của Thái Lan, phần lớn trong số đó được tài trợ công. Thái Lan đã thực hiện một loạt chính sách nhằm giảm lượng khí thải carbon và đã thực hiện những bước đầu tiên để thực hiện định giá carbon toàn diện. Giao dịch phát thải tự nguyện đã thực hiện được vào năm 2015,
Những chính sách này có thể hạn chế mức tăng phát thải trong tương lai, nhưng cần có nhiều tham vọng chính sách hơn để đáp ứng các mục tiêu hiện tại. Năm 2023, Việt Nam được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo quy mô GDP đạt khoảng 449,1 tỷ USD, xếp thứ tư trong khối ASEAN. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP đạt khoảng 1.392 tỷ USD. Thái Lan được dự báo xếp thứ hai với quy mô GDP đạt khoảng 574,23 tỷ USD. Singapore xếp thứ ba với quy mô GDP đạt khoảng 515,55 tỷ USD. GDP Malaysia đạt khoảng 447,03 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khối ASEAN. Giới chuyên gia nói gì về việc nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam? Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ BB lên mức BB cộng với triển vọng ổn định. Theo đó, Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Fitch đánh giá, trong trung hạn, thu ngân sách sẽ được củng cố nhờ vào các giải pháp mở rộng cơ sở thu thuế đặt ra tại chiến lược tài chính đến năm 2030 của Việt Nam. Đồng thời, nhận định với việc chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, nền kinh tế lấy lại được đà tăng trưởng trong thời gian tới. Bà Dorothy Madani, chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định, chỉ số PMI, chỉ số nhà quản trị mua hàng đang phản ánh nhu cầu trên thế giới giảm sâu, nhưng Việt Nam đã tận dụng cả thị trường truyền thống và thị trường mới thông qua các FTA, nhờ đó mức độ suy giảm trong xuất khẩu dần được thu hẹp. Sự tích cực này cũng tạo thêm động lực cho sản xuất công nghiệp tăng trưởng, đặc biệt là động lực chính chế biến chế tạo tháng sau tốt hơn tháng trước, qua đó tạo niềm tin cho các khoản đầu tư mới cả trực tiếp và gián tiếp. Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BB+. Việc được nâng hạng tín nhiệm cho thấy triển vọng kinh tế tốt hơn, uy tín cao hơn, đồng nghĩa với việc khả năng trả nợ tốt hơn. Nhờ vậy, chi phí vay vốn của Việt Nam trong khu vực công và khu vực tư có thể được giảm bớt. Trong khi đó, ông Jonathan Pincus, chuyên gia kinh tế trưởng của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam đánh giá, với các quốc gia đang phát triển, việc tiếp cận vốn vay và lãi suất đi kèm là rất quan trọng. Khi Việt Nam nâng hạng được tín nhiệm, chi phí vay giảm đi, nền kinh tế sẽ giảm gánh nặng thanh toán, cũng như dành thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Do vậy, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tài chính công, phân bổ quản lý nguồn lực công. Bà Sagarika Chandra, giám đốc đánh giá tín nhiệm quốc gia Fitch Ratings khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, các phân tích nhận thấy dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã dần cải thiện sau mức giảm mạnh trong năm ngoái và được dự báo cải thiện 2 năm tiếp theo. Điều này phản ánh sự quay lại của dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ vào Việt Nam từ nửa cuối năm nay. Theo Fitch Ratings, Việt Nam đang có lợi thế thu hút dòng vốn FDI nhờ triển vọng đầu tư thời gian qua, cũng như lợi thế về thương mại thông qua hệ thống các hiệp định thương mại tự do. Việc dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu gắn với công nghệ đang diễn biến nhanh hơn trong bối cảnh thế giới đang nhiều biến động, càng khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. Năm 2022, dựa theo các tiêu chí của Moody's, Việt Nam còn có 2 bậc để trở thành quốc gia đầu tư. Với S&P Global Rating thì Việt Nam còn 1 bậc để lên mức đầu tư, còn với Fitch Rating, Việt Nam hiện còn 1 bậc để lên được mức đầu tư. Do đó, Việt Nam đang có nhiều triển vọng sớm để trở thành quốc gia đầu tư vào năm 2030 như mục tiêu đề ra. Theo Bộ Tài chính, việc Fitch nâng định mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đối mặt với các thách thức về suy giảm tăng trưởng, kinh tế, thương mại cũng như sự gia tăng các rủi ro về tài chính ở nhiều quốc gia đã thể hiện sự đánh giá hết sức tích cực của cộng đồng quốc tế về nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam thời gian qua nhằm ổn định vĩ mô và phục hồi kinh tế, củng cố nền tảng chính trị, xã hội. Kết quả này cũng là sự ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong việc cập nhật thường xuyên và định kỳ truyền tải thông tin về những thành tựu, kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam đến các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và cộng đồng nhà đầu tư. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Fitch và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có đánh giá đầy đủ và cập nhật về hồ sơ tín dụng của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại nè. Bye!